Hi, xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Mình là Thanh. Ở video hôm nay mình sẽ nói về cái site kiếm tiền với Shopify của bên mình. Vừa mới update một cái site free training. Tức là năm ngoái thì mình đã có một cái site free training rồi. Nhưng mà các bạn phải đăng ký bằng tài khoản email. Nhưng mà hiện tại năm nay 2018 này thì bên mình đã update cái site membership cho các bạn vào để các bạn tham khảo cái khóa học free free training Shopify bên mình. Thì để mà truy cập để mà sử dụng cái khóa học và free training này thì các bạn sẽ truy cập vào đường dẫn là kiếm tiền với Shopify. Đấy. Thì các bạn sẽ vào vào cái mục danh mục là free training Shopify nhé. Đấy. Ok, thì đây thì đã có những cái loạt những cái phần video về free training khi mà dành cho người mới bắt đầu để các bạn có những kiến thức căn bản nhất để các bạn làm dropshipping Shopify. Đấy. Thì đây là những cái loạt video mình đã làm từ năm 2017 và năm 2018 nên mình cũng sẽ tiếp tục cập nhật trong cái loạt free video training này. Được chưa? Đây. Còn có 4 phần. Đấy. Thì đây là những cái loạt video từ năm ngoái mình làm, đây là về phần setup này, xây dựng store, cách xây dựng store. À, tiếp đến là cái phần này là về cái vấn đề về mindset khi mà các bạn là làm Shopify. Đây là cái phần là Shopify nâng cao, có những thiết lập nâng cao khi mà cài đặt trên store. Đây. Và cái phần nữa là phần tool, những cái tool mà bên mình những cái tool cần thiết khi mà các bạn có thể là khi mà làm Shopify, có thể là tool về Spy hoặc là những cái tool giúp tăng cái doanh thu. Đấy, thì các bạn có thể là tham khảo đây. Ok, thì các bạn truy cập vào đường dẫn là kiếm tiền với Shopify này, kiếm tiền với Shopify.com nhé, và truy cập vào free training này. Thì đây đây là cái loạt 4 phần của cái loạt series video training này. Thì video giới thiệu đến đây là kết thúc rồi. Thì mình rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.